Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Kỷ Dậu 1969 dự đoán đối với những người đang làm kinh doanh sẽ may mắn khi mà sự nghiệp đang đứng về phía bạn. Bạn phải có một mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, tránh xúc phạm người khác, không bao giờ bỏ bê các thành viên trong gia đình của bạn ngay cả khi có rất nhiều hoạt động bên ngoài được thực hiện. Cần phải cẩn thận với những đào hoa vì nó có thể ảnh hưởng đến may mắn của bạn. Những người tuổi Dậu sinh năm 1969 sẽ có tài lộc bình thường vào năm 2020. Trong sự nghiệp, nói chung mọi thứ sẽ trơn tru và ổn định. Tất cả những điều bạn có thể làm là giữ trạng thái hiện tại và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với tài lộc thì bạn có thu nhập ít hơn, vì vậy nên phải tiết kiệm tiền và cũng có một số các nhu cầu bất ngờ. Đối với sức khỏe thì bạn trở nên ít mạnh mẽ hơn, tốt hơn hết thì bạn nên chơi thể thao và kiểm tra thể chất thường xuyên. Người tuổi Dậu sẽ có được tình yêu hạnh phúc năm 2020. Mặc dù có nhiều thăng trầm hoặc là rắc rối trong công việc và cuộc sống, bạn đời của bạn sẽ đồng hành cùng với bạn trong mọi lúc. Mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1969, nạp âm ngũ hành là đại trạch thổ, phần lớn là người thông minh, lanh lợi, vật chất đầy đủ, khó dựa vào người thân, làm việc đều như ý. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ khí đồng niên nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều tới các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, nhất là các bệnh về dạ dày, dễ có tranh chấp, khẩu thiệt thị phi với người khác. Cần phải đề phòng tiểu nhân làm liên lụy và ảnh hưởng tới mình, cẩn thận mất tiền của do công việc không như ý. Kỷ âm thổ gặp canh dương kim là thương quan, không có lợi cho bản thân và người nhà, chủ về mất chức, tước quyền. Vận thế của những người sinh năm Kỷ Dậu theo đường quan trường sẽ lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Những người làm kinh doanh thì cần phải có thái độ chủ động tích cực hơn, biết lợi dụng các mối quan hệ xã hội để quen biết với quý nhân hơn, chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định, đặt ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Năm nay có thể tham gia các hoạt động tụ tập bạn bè cũ, liên lạc liên quan đến tình cảm để tăng thêm tình cảm với người khác, cuộc sống được viên mãn hơn. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu theo sự tư vấn của chuyên gia để có được tài lộc, may mắn và bình an. Tổng quan vận hạn của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 vào năm Canh Tý 2020, sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng. Trong năm 2020 là 52 tuổi bị sao kế đô chiếu mạng, hạn địa võng và vận niên cẩu cuồng phong. Sao kế đô là sao tam cửu khóc bi ai nên cả nam và nữ đều bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới thì nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên thì đàn bà khi gặp phải sao này chiếu mạng, có thai thì lại hên may lạ thường. Cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả chồng, khi mà sinh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn và buồn rầu. Sao chiếu mệnh vào vận hạn của năm 2020 tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Trong năm nay là 52 tuổi bị sao Thái Dương chiếu mạng, hạn địa võng và vận niên cẩu cuồng phong. Sao Thái Dương đem lại tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui, nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam, còn nữ lại hay bị ốm đau, thường gặp tài ách, nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn và buồn rầu. Phương án kích hoạt cùng tài lộc cho các gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Phương án thứ nhất, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Tị Dậu Sửu hóa kim vào các tháng Tị, Ngọ, Mùi, Tý, Sửu, tức là cả tháng 4 và tháng 4 nhuận, tháng 5, tháng 10, tháng 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn.
và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Sửu sẽ chọn ngày hoặc giờ là Tỵ, và ngược lại nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ chọn ngày giờ là Sửu. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, giáp hợp với kỷ hóa thổ vào những tháng Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu. Tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là kỷ, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi giáp như là giáp Tý 1984, giáp Tuất 1994, giáp Thìn 1964 và giáp Ngọ là 2004. Tuổi Thiên Lộc. Thiên Lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002, Giáp Ngọ 1954. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình, biểu hiện ra bên ngoài. Ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 69, đó là Tý, bao gồm các tuổi ưu tiên theo thứ tự, đó là Nhâm Tý 1972, Mậu Tý 2008, Bính Tý 1996, Canh Tý 1960, Giáp Tý 1984. Tuổi Âm Quý Nhân đó là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Kỷ Dậu sinh năm 1969 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, Canh Thân sinh năm 1980, Bính Thân 1956, Giáp Thân 2004, Mậu Thân 1968, Nhâm Thân 1992. Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Mão. Nếu tiến hành thì cần phải có các biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Thìn Dậu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi những mệnh chủ tuổi Thìn trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất, đó là Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp, âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bại trí, an vị tại phương vị này, trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, quang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm Canh Tý, gia chủ 52 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ là 52 tuổi nên không phạm phải quang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 69 sẽ cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu năm 2020 Canh Tý. Theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu xây dựng mới, gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nam mệnh sẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Còn với nam mạng tuổi Kỷ Dậu 1969 sẽ thuộc cung Tốn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất, Đông Tứ Trạch là Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch là hướng Tây Bắc Hỏa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát và Tây Nam là Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ là cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí.
Ngoài ra thì cần phải tránh bốn hướng xấu, đó là hướng đông họa hại, bắc tuyệt mệnh, nam lục sát, đông nam ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng tây nam, tượng quái là khôn. Phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân định. Hơn nữa, nếu có tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, khó khăn, tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong những căn nhà hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mâu giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp được hướng thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt để vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Đặt ở vị trí lý tưởng thì thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020, theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các loài cây, tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cũng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé! Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất để tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí thì cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà.
Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian ta từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc thì tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây ngọc ngân trong phong thủy. Có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những người mang mệnh kim như tuổi Kỷ Dậu 1969. Ngọc ngân có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn và thịnh vượng trong công việc cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim, có đường vân màu trắng đẹp mắt. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.